Những lưu ý khi cúng trăm tháng 7, lễ xá tội vong nhân, tháng của hồ. Xin kính chào quý khán giả của kênh Ký ức Sài Gòn, kênh YouTube chia sẻ những hoài niệm của người Sài Gòn xưa. Hãy cùng chúng tôi ôn lại những kỷ niệm qua các video được tổng hợp hàng ngày với sự đóng góp và chia sẻ của những người yêu Sài Gòn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, hàng năm cứ đến rằm tháng 7 âm lịch, người dân cả nước lại sắm sửa mâm cỗ lễ cho ngày xá lễ tội vong nhân, hay còn gọi là ngày cúng cô hồn, ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Hai lễ đều được cúng vào rằm tháng 7, nhưng xuất phát từ những điển tích riêng biệt. Lễ Vu Lan mang tính chất là ngày lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ vô cùng quan trọng của Phật giáo. Đây là lễ cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát. Vào ngày này, tại các chùa cũng tổ chức lễ Vu Lan, vốn được coi là ngày dành cho mẹ. Những người có mẹ còn sống sẽ cài một bông hoa hồng đỏ lên áo, và những người mẹ đã mất sẽ đeo một hoa hồng trắng. Tới chùa cầu kinh để linh hồn mẹ được an lành và siêu thoát. Ngoài ra, ông bà ta quan niệm rằng để tưởng nhớ ông bà tổ tiên, các gia đình thường làm mâm cỗ, mặn, tiền vàng và một số món hàng mã để dâng lên bàn thờ tổ tiên vào ngày 14 hay đúng ngày rằm tháng 7, ngày 15 tháng 7 âm lịch. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Cường, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, trong những ngày này, các gia đình không nên đốt quá nhiều vàng mã mà chỉ nên hóa 9 lễ tiền vàng và thấp nhất là 3 lễ, một bộ quần áo để đổi lấy sự yên tâm, thanh thản trong tâm hồn. Còn lễ xá tội vong nhân, theo tín ngưỡng của dân gian, đây là lễ cúng cho các vong hồn không nơi nương tựa, không người thờ cúng. Hai lễ này có nguồn gốc khác nhau, cùng được thực hiện vào rằm tháng 7. Đặc biệt, điều chứa đựng ý nghĩa nhân văn, đề cao việc tri ân, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, người đã khuất. Và đây là những điều cần chú ý khi cúng lễ tháng 7, lễ Vu Lan xá tội vong nhân. Nên cúng vào ban ngày. Vào ngày rằm tháng 7, những gia đình có điều kiện thường chuẩn bị hai mâm cỗ cúng. Một mâm cỗ mặn để cúng tổ tiên tại bàn thờ và một mâm cỗ chay để cúng chúng sinh, gọi là cúng cô hồn, đặt tại trước sân nhà hoặc trên vỉa hè. Theo quan niệm dân gian cho rằng, lễ này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào sẩm tối, vì lúc mặt trời đã lặn thì cửa âm phủ đã đóng. Không nên cúng cô hồn bằng các món mặn. Lễ xá tội vong nhân cúng cô hồn thường làm các món chay trong dân gian, không cúng cô hồn món mặn vì sẽ khơi dậy lòng tham sân si, đặc biệt khi cúng phải đặt lễ cúng trước cửa nhà. Theo nhà nghiên cứu Xuân Cường, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, mâm cúng cô hồn gồm có các lễ vật, quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc, các loại bỗng ngô, chè lam, kẹo vừng, cháo, tiền vàng, cốt nước, lã và rượu, dĩa gạo trộn với muối. Đĩa này sẽ được rắc ra trên vỉa hè phía xa nhà. Ngô khoai lang luộc để cúng cho những cô hồn ma đói không nơi nương tựa. Khi rải tiền vàng ra mâm cúng, phải để bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng 3, 5, 6 cây hương. Bày lễ và cúng ngoài trời hoặc trước cửa chính của ngôi nhà. Kết thúc lễ cô hồn, gạo muối được vãi ra sân đường, sau đó là đốt vàng mã. Một số người cho phép trẻ con cướp cổ cô hồn, giật cô hồn khi tiệc cúng đã xong. Tuy nhiên, hiện nay đối tượng cướp cô hồn cũng có thể là bất cứ ai. Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên, cúng chúng sinh vào ngày rằm tháng 7. Vào dịp rằm tháng 7, các gia đình thường chuẩn bị mâm cơm cúng để tưởng nhớ người thân, lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát không nơi nương tựa. Rằm tháng 7 là ngày Tết Trung Nguyên, cũng là ngày xá tội vong nhân theo phong tục của người Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam cho rằng, tháng 7 âm lịch là thời điểm Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan, cửa địa ngục để ma quỷ được tự do
trở về dương thế. Vì thế, tháng 7 âm lịch hàng năm vẫn được dân gian gọi là tháng cô hồn. Ngoài ra, theo Phật giáo, vào ngày tháng 7 còn được gọi là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Cường, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch, ngày lễ Vu Lan báo hiếu còn là một ngày lễ khác, là gọi là lễ xá tội vong nhân, cũng cúng cho cô hồn đang còn bất vưởng và không nơi nương tựa. Hai lễ này có nguồn gốc khác nhau, dù cũng được thực hiện vào rằm tháng 7 hàng năm, tuy nhiên cũng đều chứa đựng những ý nghĩa nhân văn và đề cao việc tri ân tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Ngày nay, do cuộc sống bận rộn, cúng rằm tháng 7 không nhất thiết phải đúng ngày 15 âm lịch, mà có thể thực hiện từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Cường, trong cuộc sống hiện nay, lễ Vu Lan còn được mở rộng ra để con cái báo hiếu với cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Đây là điều rất nhân văn. Khi làm ăn, công việc hối hả và cuộc sống hối thúc, đôi lúc chúng ta quên đi dành thời gian cho nhau, thì đây là dịp khiến cho mọi người nhớ về gia đình và nguồn cội. Trong lễ cúng Vu Lan trong tháng 7, bao giờ cũng phải cúng tổ tiên nhà mình. Người ta thường chuẩn bị đồ cúng trên chay dưới mặn, tức là trên là hoa quả, dưới là cổ mặn. Các món được chuẩn bị tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, hoặc nấu cho các món ăn khi ông bà tổ tiên của mình thích. Nếu người nào là trưởng tộc thì chỉ cúng sôi và thủ lợn, đôi lợn và chín bát xếp chồng lên nhau, chín đôi đũa, nếu không có lợn thì cúng gà. Nếu là con trưởng trong nhà thì cúng một mâm cơm, tùy tâm, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, nhưng không thể thiếu 7 cái bát chồng lên nhau. Nếu không phải con trưởng thì cúng một mâm cơm gồm nhiều đồ ăn và 5 cái bát tượng trưng cho ngũ đại đồng đường. Các gia đình nhớ là phải xếp bát chồng lên nhau. Nếu người Việt lâu nay thường lầm tưởng xếp 6 cái bát để các cụ ngồi thành một mâm, thực ra không phải là vậy. Số lượng bát cúng tùy thuộc vào việc bạn là con trưởng hay con út, tượng trưng cho các đời trong dòng tộc. Ngoài việc chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên, ông Cường cũng cho rằng các gia đình nên mua một ít đồ để cúng cô hồn. Vì quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm là dịp Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan. Những ai có con cháu, các cụ sẽ được về ăn cỗ. Còn những người không có con cháu hoặc con cháu đi xa thì không được cúng kiến. Để cho mát mẻ, các gia đình thường chuẩn bị thêm mâm cúng chúng sinh, gồm các lễ vật, quần áo chúng sinh với đầy đủ nhiều màu sắc, các loại bỗng ngô, chè lam, kẹo vừng, cháo tiền vàng, cốc nước lã và rượu, đĩa gạo trộn với muối. Đĩa này thường được rắc trên vỉa hè về phía xa nhà. Ngô khoai lang luộc để cúng cho những cô hồn má đói không nơi nương tựa, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Cường chia sẻ. Và ông Cường cho rằng trong những ngày này, các gia đình không nên đốt quá nhiều vàng mã, nhưng nên có. Tôi không ủng hộ việc đốt quá nhiều vàng mã. Cao nhất là 9 lễ tiền vàng và thấp nhất là 3 lễ, một bộ quần áo là được, để đổi lấy sự yên tâm, thanh thản trong tâm hồn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Vui lòng nhấn like cho video và đừng quên nhấn subscribe kênh để nhận được những video mới nhất của kênh. Xin cảm ơn và kính chào. Vân khấn gia tiên chúng sinh chuẩn nhất ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 âm lịch, dân gian vẫn còn gọi là tháng cô hồn, có hai lễ lớn, đó là đại lễ Vu Lan báo hiếu và lễ xá tội vong nhân. Vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị mâm cỗ mặn để cúng gia tiên và mâm cỗ chay để cúng chúng sinh. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam cho rằng, tháng 7 âm lịch cũng là thời điểm mà Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan. Chính vì vậy, vào dịp rằm tháng 7,
nhiều gia đình thường chuẩn bị mâm cơm để tưởng nhớ đến người thân và cũng như làm lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát không nơi nương tựa. Lễ cúng tháng 7 thông thường được người dân thực hiện từ mùng 2 đến 14 tháng 7 âm lịch. Theo nhà nghiên cứu tâm linh Nguyễn Xuân Cường, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam đưa ra những bài văn khấn cho hai lễ này vào ngày rằm tháng 7 để người dân thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian xem hết video của Ký ức Sài Gòn. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh, hãy đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ chúng tôi. Ký ức Sài Gòn, nơi trúc bầu tâm sự, chia sẻ những hoài niệm, ký ức của người Sài Gòn xưa. Quý vị có thể gửi thư chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tôi qua email kiếcsaigon.com@gmail.com. Xin cảm ơn và kính chào.